Liên quan đến tình hình Nga-Ukraine, chỉ huy đơn vị biệt kích Akhmat của Nga, ông Arti Alodinov thông báo, mặc dù căng thẳng đang gia tăng quanh Bakhmut, thế nhưng ở trong thành phố, quân đội Nga vẫn đang đối phó mạnh mẽ với lực lượng của Ukraine. Theo ông Alodinov, lực lượng Wagner của Nga đang quyết liệt đẩy lui đối phương và chủ động tiến công xa hơn ngày hôm nay. Mặc dù đối phương đã tiến vào một vài mét ở một số khu vực nhưng không có gì đột phá xảy ra. Trong khi đó, vào ngày hôm nay, Ukraine cho biết các lực lượng của họ đã đạt được những bước tiến đáng kể xung quanh thành phố Bakhmut, miền đông của nước này, nơi đang là tâm điểm giao tranh với Nga trong nhiều tháng vừa qua. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong tuần này, lực lượng phòng thủ của Ukraine đã không để mất bất kỳ một vị trí nào ở Bakhmut. Trước đó, vào hôm ngày 11 tháng 5, nhà sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, Evgeny Prigozhin, nói rằng một đơn vị quân đội của Nga đã phải bỏ vị trí yểm trợ tại Bakhmut.